Xin sư chỉ dạy cho con kiềm chế dục vọng với ly dục có khác nhau không? Bởi vì con cảm thấy kiềm chế dục vọng chỉ là kìm nén chờ thời cho dục vọng có thời cơ trỗi lên. Còn ly dục là dứt bỏ, dứt xả của các dục. Vậy thì kiềm chế dục vọng rất nguy hiểm phải không sư? Hình như cái vị này là cái vị hôm trước hỏi sư là có thời gian thử thử ly dục nhưng mà hóa ra là chỉ có kiềm chế dục không thôi. Sư có nói là có vẻ như vị này không có hiểu cái mà sư muốn truyền đạt. Đó là gì? Mình chưa có chết cái tâm. Tức là mình còn có suy nghĩ tôi sẽ ly dục trong 3 tháng. Tôi sẽ ly dục trong 1 tháng. Tôi sẽ ly dục trong 1 tuần. Thì khi mình có cái suy nghĩ như vậy đó, tự dưng trong tâm mình biết được rằng sau 1 tuần tôi sẽ hưởng dục thoải mái, sau 1 tháng tôi sẽ hưởng dục thoải mái, sau 3 tháng tôi sẽ hưởng dục thoải mái. Và khi mình đã có cái tư tưởng như vậy đó thì cái chuyện mình ly dục nó trở nên không có giá trị. Thành ra mình phải chết cái tâm đó, chết cái tâm đó, nhất là ly dục đừng có hẹn ngày giờ. Rồi sau đó nói về phương pháp. Thì các cái phương pháp mà kiềm chế dục vọng như cái kiểu gì nói đó, thì cũng được liệt kê trong các cái phương pháp ly dục. Cái mà quý vị gọi là kiềm chế dục vọng đó, cũng được Đức Thế Tôn liệt kê trong các phương pháp ly dục. Ví dụ như kiềm thu thúc. Thu thúc thực tế nó là kiềm chế. Thu thúc 6 căn. Mắt không nhìn những gì nó khiến cho tham dục xuất hiện. Tai không nghe những gì khiến cho tham dục xuất hiện. Mũi không ngửi những gì khiến cho tham dục xuất hiện. Đấy. Lưỡi không nếm những gì khiến cho tham dục xuất hiện. Thân không xúc chạm những gì khiến cho tham dục xuất hiện. Ý không suy tư những gì khiến cho tham dục xuất hiện. Thì đó là phương pháp kiềm chế chứ còn gì nữa. Nhưng mà nó là một trong những phương pháp giúp cho chúng ta ly dục. Rồi thứ nữa là kiềm chế bằng giới luật. Bản thân giới luật nó có cái trách nhiệm kiềm chế. Ví dụ như vị tỳ kheo thì không có tám chuyện đối với cư sĩ. Vị tỳ kheo thì không có nuôi sống một cách tà mạn. Hoặc là như cư sĩ thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Bản thân nó là sự hạn chế, sự kiềm chế chứ còn gì nữa. Nhưng mà nó là một phần của ly dục. Đó là một phần. Rồi cho đến khi chúng ta thực hành các phương pháp thiền chỉ thì theo lý thuyết đó cũng là cái phương pháp lấy đá đè cỏ. Nhưng mà nó cũng là phương pháp ly dục. Ly dục nha. Chỉ khi nào chúng ta thực hành phát triển các cái trí tuệ quán, khi đó chúng ta mới dần dần cắt triệt cái gốc rễ của dục. Nhưng mà nhớ dục á, đè nó xuống. Nếu nếu mình đè nó xuống thì mình cắt nó dễ hơn. Ai mà có làm cỏ, quý vị sẽ thấy là mình nắm nắm cỏ, nắm chặt nó. Rồi mình mới bắt đầu mình lấy cái xẻng mình xúc xuống dưới đất rồi mình nhổ nó lên rồi mình mới lắc sạch cái rễ thì nó sẽ tốt hơn là mình không có nắm cỏ. Nếu mà quý vị làm cỏ một tay mình nắm cỏ bằng một tay rồi tay kia là mình xúc đất rồi mình làm nhổ, hoặc là mình nhổ cỏ mà mình phải nắm nắm lấy cỏ thân cỏ để mình nhổ cái rễ nó lên thì nó sẽ dễ dàng hơn
là so với cái việc mà mình ráng nha, mình ráng mình nắm trực tiếp lấy cái rễ rồi mình bứng rễ nó lên, là mình không nắm lấy cái thân của nó. Cho nên các cái phương pháp mà ly dục mà mình tạm gọi là bằng cách kìm nén, nó có những cái tác động rất là tích cực, có những cái tác dụng rất là tốt để mà mình dựa vào đó mình có thể phát triển trí tuệ quán và mình cắt đứt gốc rễ của dục. Còn nếu như mình thiếu đi những cái đó thì nó kỳ. Hiếm ai có thể chứng đắc được đạo quả, hoặc nói một cách dễ hiểu hơn, hiếm ai có thể ly dục mà không có cái sự kiểm soát bởi việc thu thúc sáu căn, kiểm soát bởi giới luật, hầu như chuyện đó không có. Nhiều người họ nói rất là thoải mái, rất là dễ ha, chỉ cần mà đối cảnh vô tâm thôi. Xin thưa anh, không thu thúc sáu căn, anh không giữ giới, anh thử anh đối cảnh vô tâm giùm tôi thử coi được không. Cho nên á, nên nhớ giùm cái sự thực hành á thì nó xa với cái lý thuyết trên môi trên lưỡi. Mình nói thì nó rất là giỏi, như sự ví dụ từ đầu á ha, cái người ở trong căn nhà đang cháy mà học đòi theo cái người đã ra khỏi nhà mà kêu mát quá thì họ vẫn chết cháy như thường. Do hôm nay tụng kinh dỗ ngài đó, dỗ ngài siêu việt á, cho nên bây giờ phải nói là sư phải mỏi miệng, mỏi miệng.